Ngày 24 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra PC46 công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với hai bị can nguyên là lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết Hà Giang. Đó là ông Bùi Hoài Cận, 52 tuổi, giám đốc công ty và ông Nguyễn Quang Hưng, 44 tuổi, phó giám đốc, đều trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Từ năm 2013 đến năm 2015, hai ông Cận và Hưng đã chỉ đạo những cán bộ dưới quyền gồm bà Hoàng Như Nguyệt, kế toán trưởng, ông Phạm Trung Dũng, ông Nguyễn Ngọc Đức, trưởng phòng, ông Nguyễn Xuân Hoàn, phó trưởng phòng, Đặng Xuân Thắng, nhân viên, tìm các đại lý xổ số tin tưởng để câu kết, thông đồng nhằm hợp thức hóa kết quả trúng thưởng xổ số, lô tô để rút tiền chia nhau. Theo quy định thì các đại lý xổ số phải nộp bảng kê và cuốn vé trước 18 giờ hàng ngày, trước giờ quay kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Nhưng để hợp thức hóa được kết quả trúng thưởng xổ số, lô tô, các đối tượng đã thực hiện bằng cách. Đối với các đại lý xổ số trên địa bàn thành phố thì đổi bảng kê và nộp cuốn vé sau khi có kết quả mở thưởng, đồng thời thay số trúng thưởng trên máy tính chủ của công ty. Đối với đại lý xổ số trên địa bàn các huyện, các đối tượng hướng dẫn điền số trúng thưởng và bảng kê sau khi đã có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc rồi truyền số liệu về máy chủ tại công ty. Nhưng trước khi truyền số liệu, đại lý điều chỉnh ngược lại thời gian trên máy tính để hợp thức hóa kết quả trúng thưởng. Với thủ đoạn trên, trong một thời gian dài, các đối tượng đã rút được một số lượng tiền lớn để chia nhau. Trước đó, ngày 16 tháng 10 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra PC46, công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án và thực hiện các quyết định tố tụng đối với các bị can Hoàng Như Nguyệt, 45 tuổi, Phạm Trung Dũng, 41 tuổi, Đặng Xuân Thắng, 39 tuổi, là cán bộ nhân viên công ty xổ số Hà Giang cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 281 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.